Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là lập mà kiểu anh Tuấn phát tâm mà có cái công ty Thiên Định Tuệ gì đấy, là công ty đó mà làm không vì danh, vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì, thì giúp đỡ cho con những người tu tới, thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không có hoan nghênh, họ có làm ra thì việc của họ, cho con cũng né tránh. Tu của con á thì mọi người á là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành rồi, con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, đó là tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là lại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết, chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế, vào đức, là có phải lời này dạy của bậc đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đệ tử, cũng không có xua đuổi ai cả, ai hưởng tin với con thì con chia sẻ nó với họ như thế, đến những chỗ thanh tịnh thì con mới tu hành thôi. Tại vì hạnh đầu đà của con là con không còn cái gì ba y bát, còn cái việc nói đúng hay sai hay là họ nói pháp này đúng hay là pháp kia đúng thì tùy họ, với lại họ là nếu mà đúng thì họ tự tu cho họ, chứ con á tu theo hạnh đầu đà có đúng sai gì con cũng được phước thì con cũng hưởng, hay là được nghiệp thì con cũng lãnh, và con cũng không có mong họ tốt đẹp với mình cả. Họ đến với con tốt đẹp con cũng bình thường, mà họ đến với con ghét bỏ hay là cái con cũng bình thường. Nói chung đối với con là tất cả mọi cái đều bình đẳng, ai cũng giống như ai cả, không có thấy người này tốt với mình rồi mình lại đi hoan hỷ, hay là thấy những cái người kia ghét bỏ mình rồi mình lại sân hận với họ, cái đó con phải xả bỏ. Còn họ muốn làm cái gì thì việc của họ, còn riêng liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay là cái gì là con không 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 liên quan đến những cái đấy, con chỉ liên quan đến giới hạnh đạo đức tu hành, thực hành hạnh nguyện, đời sống tu tập yếm ly giữ giới luật, tu hành đúng với đời sống phạm hạnh cao thượng, thì con tán thán hoan nghênh, con sống với họ. Nam mô A Di Đà Phật. Mình cũng trên phát biểu thế này, mấy năm nay hình như là ai cũng rất là trên cộng đồng mạng thì rất là quan tâm về vấn đề mà vuốt không trừ pháp nào, và nghĩ rằng là tôi đã đụng chạm với lại thầy Thích Minh Tuệ đúng không? Thì Nguyễn Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo luôn câu nói vuốt không trừ pháp nào, và quan trọng là vuốt ai. Quan trọng là vuốt ai không trừ pháp nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là tôi nói 50-50, có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy, thì tôi một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm với lời nói của tôi, bởi vì là những người đã yêu mến tôi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thất vọng tôi. Và đồng thời thì tôi thấy mất cười lắm, là bởi vì mới nói có mấy câu thôi mà mọi người đã bị thao túng tâm lý rồi. Mình sống mình phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng á thì bản thân mình cứ phải hồi hộp nhảy lung tung lên, chẳng khác nào là lại ông tôi ở buổi này. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người đi tu, và họ không có đụng chạm gì tôi hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả, đi tu theo cái kiểu của thầy, đi tu theo cái ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, thậm chí là tất cả những gì thầy làm thì tôi không có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu quốc không sửa khác nào và quốc như thế nào. 20 tháng 10 quý vị sẽ thấy tôi quốc như thế nào, gọi là không trượt khác nào. Cái thứ nhất, cái tiếp theo nữa thì tôi muốn nói rằng là nói gì thì nói. Nhiều người á thì nói là quay xe, không quay xe thì tôi cũng kính thưa. Cho nên là mấy chị em hay là mấy anh em,
cái con người của tôi, là bởi vì tôi đâu có đi lấy tiền của một người nào mà để tôi làm cái việc gì đâu, mà là quay xe là không có xe. Chứ ủng hộ tôi thì tôi có niềm vui, tôi đóng góp nhiều hơn, còn không ủng hộ tôi, à, xúc phạm tôi, chà đạp tôi thì tôi cũng tổn thương nhiều chứ. Nhưng mà rõ ràng là sau một cái quá trình tôi đi 2 năm rưỡi về, tôi vẫn làm lý tưởng của tôi, đó là một minh chứng là tôi sống thật với dân, tôi không có